Hi, chào các bạn đã quay trở lại với VOS Channel. Cuộc thi Hackathon vừa qua đã chọn ra được những nhà thắng cuộc. Và trong những nhà thắng cuộc đó có một ứng dụng kinh doanh. Và ứng dụng này cho phép người bán và người mua có thể đăng sản phẩm của mình lên và trao đổi buôn bán bằng Bi. Như các bạn biết thì trước đó mình đã giới thiệu cho các bạn một ứng dụng mang tên là Bizone.vn do chính người Việt chúng ta làm ra. Đó là một ứng dụng giống như là Chợ Tốt của Việt Nam. Các bạn có thể đăng sản phẩm của mình lên bằng Bi. Và hôm nay mình cũng muốn giới thiệu đến các bạn một ứng dụng về buôn bán giống như vậy, một ứng dụng lớn hơn. Nó đang phủ sóng trên toàn thế giới. Ứng dụng mang tên là BeChainMore, ứng dụng đạt giải ứng dụng kinh doanh số 2 trong cuộc thi Hackathon. Vậy thì làm sao để vào được BeChainMore? Các bạn có thể vào Be Browser hoặc có thể vào trực tiếp trang web BeChainMore.com. Nhưng mà mình sẽ vào bằng Be Browser nha. Trước tiên các bạn đăng nhập vào Be Browser và phần Brainstorm. Brainstorm chính là phần mà chứa tất cả những ý tưởng và ứng dụng về Hackathon. Bạn có bất kỳ đóng góp nào có thể vào đây. Tiếp tục Continue. Ở đây người ta đã có hashtag cái dòng Hackathon Winner này và có những ứng dụng đã được đạt giải. Đây, ứng dụng đã đạt giải kinh doanh số 1, ứng dụng mang tên Be Workforce Boost. Ứng dụng mà mình muốn tìm và muốn giới thiệu đến các bạn chính là ứng dụng BeChainMore. Ứng dụng đã đạt giải ứng dụng kinh doanh số 2 trong cuộc thi Hackathon. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu BeChainMore là gì. Các bạn có thể đọc thêm về phần giới thiệu về dự án. Phần giới thiệu của dự án thì thực ra rất dài nhưng mình có thể tóm gọn lại cho các bạn một vài ý như sau. Trước tiên người ta đã để thông tin website tại đây và tên của dự án. Tên của dự án là BeChainMore. Các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website BeChainMore.com. Và dưới đây là phần mô tả sơ lược về BeChainMore. Họ là ai và những thành tựu của họ? Họ đối với BeChainMore trong giai đoạn này là gì? Phần này sẽ rất là dài cho nên mình sẽ không đọc toàn bộ nội dung mà mình sẽ để cái đoạn dịch này vào phần mô tả ở dưới video này. Nếu các bạn muốn đọc thêm toàn bộ nội dung của dự án BeChainMore thì có thể vào phần mô tả của video này để đọc. Mình sẽ nói sơ về những thông tin chính của BeChainMore mà thôi. Người ta nói rằng này, dự án BeChainMore chỉ tập trung vào mạng Be. Mọi thứ mà chúng tôi làm là thúc đẩy việc lưu hành và sử dụng Be. Cả các banner trên toàn thế giới đều có thể tạo ra cửa hàng ảo của riêng mình một cách miễn phí. Và mọi người đều có thể đăng thông tin về các giao dịch, về hàng hóa hay là dịch vụ. Và toàn bộ quy trình giao dịch này, như là việc phát hành thông tin sản phẩm, phân phối sản phẩm và mua bán sản phẩm, đều có thể thực hiện trên thiết bị điện thoại di động. Về phần mô tả dự án, thì người ta nói rằng là chúng tôi đã tham gia vào thương mại xuyên biên giới trong hơn 10 năm qua và chúng tôi hoàn toàn nhận thức được những mặt hạn chế và nhiều nhược điểm trong mô hình kinh doanh truyền thống. Phạm vi kinh doanh của BeChainMore bao gồm phát triển về công nghệ blockchain, thương mại điện tử xuyên biên giới, phát triển phần mềm, truyền thông văn hóa, giáo dục đào tạo và rất nhiều những lĩnh vực khác. Về đội ngũ sáng lập của họ, thì họ đã có kinh nghiệm phong phú trong quản lý và vận hành dự án. Họ cũng đã có những người đã hoạt động truyền thông và trên Internet. Về đội ngũ công nghệ thông tin, thì họ có những kỹ sư phát triển phần mềm, những nhà phát triển cấp chuyên gia đã tham gia phát triển phần mềm trong hơn 10 năm và có những sinh viên tốt nghiệp về chuyên ngành khoa học máy tính từ nhiều trường đại học nổi tiếng toàn cầu như Đại học New York, Đại học Brown và UMS. Cho đến hiện tại thì BeChainMore đã thiết lập được hơn 30 danh mục hàng hóa và hơn 660 danh mục phụ. Ngoài ra, họ cũng đã hoàn thành các cuộc đàm phán hợp tác ban đầu trong lĩnh vực nội thất, gạch ốp lát phòng tắm, sạc pin và tất cả đều có trình độ xuất khẩu thương mại nước ngoài. Họ kêu gọi nếu bạn là nhà sản xuất hàng hóa thì hãy liên hệ với BeChainMore để có thể hợp tác. Và tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2021, BeChainMore đã có hơn 30 đại lý thương mại nước ngoài truyền thống. Họ cũng nhận được đơn đăng ký từ hơn 600 nhà cung cấp. Đó là phần giới thiệu cũng như là những thành tựu đầu tiên mà BeChainMore đã đạt được. Như vậy thì BeChainMore làm việc như thế nào? Xem về thực tế BeChainMore có những gì, buôn bán sản phẩm như thế nào. Họ cũng có một video giới thiệu về cách thức
Chúng ta cùng xem video này nha. Hello everyone, this is the demonstration video of PyChemor participating in PyHackathon. Next, đây là I cái will demonstrate ứng dụng the application BGMO. Of commodity Người ta publishing sẽ function for you. Click the đóng publish vai là một button, người fill in the bán title hàng. and product Đây là description. tiêu đề và đây là phần mô tả. Đây là phần Next, add the product hình ảnh picture. Sản phẩm. Nếu bạn muốn bán một sản phẩm này BGMO thì bạn có thể làm theo cách này. You can replace the pictures you bạn có thể don't thay đổi like. Hình ảnh nếu như bạn không thích. Now add the commodity category. Sau đó là chọn danh mục sản phẩm. Set price for goods. Chọn giá. Giá trị của toàn bộ sản phẩm trên BGMO đều được tính bằng B. Set up product stock, stock là and số shipping. Lượng sản phẩm hay còn gọi là hàng tồn. Cuối cùng là add an email phí to vận receive chuyển the là order shipping. Notification. Tiếp and theo you là bạn will phải nhập receive email của the mình. Email notification after the user places the order. Set the place of Sau đó shipment là for chọn goods. Quốc gia. Set the Cuối visible cùng là range đăng of sản phẩm goods. của mình lên Click the public publish now. button. Pull down to refresh Và bây homepage giờ là products. sản phẩm được đăng. You can see the product information sản phẩm you just released. Được đăng chính là đây. You have to identify and thứ hai, đây là sản phẩm được đăng. Các bạn có thể nhấn vào trực tiếp và xem toàn bộ thông tin cũng như hình ảnh của sản phẩm Next, tại đây. Let's make a shopping simulation for another user. Bây giờ chuyển Hello, qua một tài khoản everyone. Thứ hai, đây được gọi là tài khoản Next, mua. I'll show you the shopping process. Thì sau khi tìm kiếm hình ảnh mà người bán đã bán ở đây. Here is the user login function. Trước tiên bạn cần đăng nhập. Và bạn đăng nhập thông qua tài khoản BNetwork. Và hiện Let's tại cái số the test goods. Thì muốn bán chỉ là BTest thôi. Các bạn nhấn vào sản phẩm mà mình muốn mua. Đây là you cái sản phẩm mà vừa nãy được đăng. Các bạn add to cart có nghĩa là các bạn thêm you vào giỏ hàng. The shopping cart here. Đây là sản phẩm mà được thêm vào giỏ hàng. Và các bạn có thể mua trực Click tiếp ở phần buy now. Add ship to address. If the address thêm is địa wrong, chỉ. You can modify it again. Nhận hàng. Submit order. Và đây là phí ship là 0.1 bi. You can see the seller ID. Đây là Click thông tin now. Của người bán. Và bạn chọn. If your Pi wallet is face xem recognition lại or giá fingerprint tiền. Recognition, then payment will be very đây convenient. Xác Please nhận. See the demonstration. Mua sản phẩm. Okay, như vậy là sản phẩm đã your được order will mua. Be displayed in Tiếp my theo, order. Bạn Please wait for the seller to deliver the goods. The order will be displayed đang chờ người bán in xác the nhận. Seller bây giờ center. Các bạn vào tài khoản người bán. You need to confirm whether các bạn to xác nhận accept the order để đồng or ý not. Bán cái sản phẩm Click này hay to confirm không. The order. Này. Các bạn confirm Please operate có nghĩa the các bạn đã xác nhận when you bán are ready sản phẩm to này. Deliver the goods. Các bạn sẽ lên đơn Fill cho in the họ logistics bằng company cách name and là transportation number. Công ty vận chuyển là Express Company và Express Now là số hiệu của sản phẩm. Hay cũng gọi là số hiệu đơn hàng hay chúng ta hay còn gọi là vận đơn. Click ship now. Và nhấn vào ship now. Đấy, như vậy là sản phẩm này đã được đồng ý bán. You have delivered the goods and người now you need the buyer TK to confirm the receipt. Như TK vậy là bạn đã xác nhận là receipt. Giao hàng. Now bây giờ các bạn cần balance is zero. Người mua người ta xác nhận là người ta đã nhận được now hàng. Let's confirm receipt hiện tại cái số BTS bên người bán là không nha. Đấy, bây giờ qua tài khoản của người mua này là người ta sẽ xác nhận nhận hàng này. Confirm receipt là bạn đã xác nhận nhận hàng. Khi xác nhận When nhận hàng, số bi của bạn sẽ được trừ đi và số bi của người bán sẽ được tăng lên. Đây, được tăng lên 3.2 bi. Pie is not the real pie, so the seller will not actually deliver the goods. Ok, đó là cách thức mua bán và trao đổi trong BGMO. Bây giờ chúng ta hãy cùng vào trực tiếp trang BGMO. Khi mà bạn vào trang BGMO thì sẽ có một thông báo bằng 3 thứ tiếng, tiếng Trung Quốc, tiếng Anh và tiếng Việt. Trong đó ghi rằng là hiện tại BGMO đang trong giai đoạn mạng thử nghiệm và sử dụng B-test chứ không phải là B-thực.
Vì vậy, khi bạn đặt đơn hàng trên này thì sẽ không được thực sự giao hàng. Có nghĩa đây chỉ là bản demo thôi. Đây, khi mà nhìn vào ứng dụng BeChamo thì cũng nhìn rất là đơn giản. Bạn nào muốn truy cập trực tiếp có thể truy cập vào trang BeChamo.com. Theo mình nhận được thông tin thì đến thời điểm hiện tại thì BeChamo đã có hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt và có phần ngôn ngữ ở đây. Vào phần chọn quốc gia thì các bạn có thể thấy BeChamo hiện tại đang tích hợp rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Từ những quốc gia lớn như Mỹ, Trung Quốc cho đến Việt Nam cũng đã được tích hợp. Giúp cho... Đây, có rất nhiều quốc gia đã được tích hợp trong BeChamo. Đây, như các bạn có thể thấy thì BeChamo có rất nhiều sản phẩm từ khắp nơi trên toàn thế giới. Mình sẽ lướt cho các bạn xem. Đây, các bạn có thể nhìn thấy rất nhiều sản phẩm được bày bán trên BeChamo. BeChamo như là Amazon của thế giới được thanh toán bằng Be. Đây là một dự án vô cùng lớn với tham vọng trở thành một thị trường trao đổi và buôn bán những sản phẩm được thanh toán bằng Be trên toàn thế giới. Phần ngôn ngữ này cũng phân chia ra giúp cho những người bán ở những khu vực khác nhau. Ví dụ chúng ta ở Việt Nam thì chúng ta sẽ chọn khu vực Việt Nam và ngôn ngữ Việt Nam. Đây là một điều rất là tuyệt lợi. Đây, chúng ta vào Global. Lướt xuống Việt Nam. Việt Nam thì ở khi nào cũng ở gần cuối rồi. Đây là Việt Nam ở đây. Các bạn click vào thì sẽ hiện ra thông tin của người bán tại Việt Nam. Đây. Ở đây có xe đồ chơi, có sơn, có mực một nắng, có áo khoác. Thì mình xem thì có những cái sản phẩm nào đắt giá không. Có giày này, cũng có gạo lứt, kìm. Tất cả sản phẩm cũng tầm dưới 10 bi thôi. Đấy, kệ gỗ 80 bi. Chúng ta hãy thử cấp vào một sản phẩm thử nha. Ở đây chúng ta có thể thấy được là có áo khoác chỉ 0.2 bi thôi. Đây cũng là giá đơn hàng là 0.2 bi. Số lượng sản phẩm còn là 6 sản phẩm. Tên của sản phẩm và tên của người bán là Liên Trần. Chúng ta cùng bấm vào. Và đây, sau khi mà bấm vào thì chúng ta sẽ có tên người bán này. Nơi bán là Hà Nội. Giá của sản phẩm là 0.2 bi. Tên của sản phẩm là áo khoác. Số lượng sản phẩm là còn 6 sản phẩm. Và tiếp theo là phần mô tả chi tiết về sản phẩm và hình ảnh của sản phẩm. Ở đây có hai phần. Add to cart là phần các bạn thêm vào giỏ hàng. Chứ mà các bạn đi chợ ở Shopee vậy, các bạn muốn mua nhiều sản phẩm hoặc đang do dự, các bạn có thể nhấn vào thêm vào cửa hàng. Nếu các bạn đã ra quyết định mua hàng, các bạn có thể nhấn vào buy now. Thậm chí ở đây còn có phần comment nữa, là phần mà các bạn bình luận ở phía dưới. Hãy thử nhấn vào add to cart. Ở đây, khi mà các bạn sử dụng vào BeChamo thì người ta yêu cầu bạn sẽ phải chia sẻ thông tin với BeChamo, trong đó có thông tin về tài khoản Be Network của bạn. Hiện tại BeChamo đang là một ứng dụng demo nên mình sẽ bấm cancel, có nghĩa mình sẽ tạm thời hủy bỏ. Bởi vì nó liên quan trực tiếp đến tài khoản Be Network của mình, mà hiện tại mình vẫn đang muốn bảo mật tài khoản của mình. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn vào ứng dụng BeChamo. Phần này có phần Exploit. Đây là phần mà hiển thị sản phẩm. Có phần chọn quốc gia, chọn khu vực. Có phần tìm kiếm sản phẩm. Còn ở bên dưới là có phần Home. Có phần Store là phần cửa hàng. Có phần Public là có phần mà các bạn đăng đơn hàng. Và các bạn muốn đăng đơn hàng thì các bạn phải đăng nhập vào bằng tài khoản Be của mình. Bây giờ chúng ta sẽ thử tìm quốc gia khác như là Trung Quốc nha. Trung Quốc là một thị trường rất là lớn trong Be Network. Đây, khi mà chúng ta chọn khu vực Trung Quốc thì có sản phẩm như là tủ lạnh với giá gần 80 bi, chai rượu với giá là 10 bi, xe ô tô với giá 168 bi,
nó còn rất nhiều sản phẩm đang lót ở dưới. Mạng hôm nay hơi yếu nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chọn vài sản phẩm mà rất là nhiều người muốn biết, ví dụ như là iPhone. Đây, khi mà tìm kiếm iPhone thì ra rất nhiều sản phẩm về iPhone với rất nhiều loại giá khác nhau. Ở đây, chiếc iPhone 12 Pro Max với giá là 10.1 bi. Ở đây, một người Việt Nam với username là Vạn Sự Tùy Duyên 2 bán iPhone 13 Pro Max với giá là 2 bi. Chúng ta cùng kích vào và xem thử. Bạn này bán ở Hải Phòng với giá 2 bi. Điện thoại iPhone 13 Pro Max có cả thông tin về màn hình, RAM, camera sau, camera trước và sạc. Nếu mà các bạn sau khi mà bi manage, các bạn có thể vào trực tiếp và liên hệ với bạn Vạn Sự Tùy Duyên 2 để có thể mua chiếc điện thoại iPhone 13 Pro Max với giá 2 bi. Ở đây thì các mức giá sẽ khác nhau bởi vì hiện tại bi chưa lên màn chính nên người bán có quyền đưa ra một mức giá đồng thuận mà mình cảm thấy hài lòng. Ngoài ra cũng có rất nhiều iPhone được bán trong này, từ 1 bi, 90 bi cũng có, 50 bi cũng có. Các bạn hãy comment thử với mức giá mà 2 bi đối với chiếc iPhone 13 Pro Max có xứng đáng để bạn bỏ ra số bi của mình để mua hay không, thì hãy comment cho mình biết ở dưới phần bình luận nha. Mình hãy thử vào Samsung nha. Thử điện thoại Samsung. Đây, phần điện thoại Samsung có hai sản phẩm hiện tại đang bán. Đó là với mức giá 75.9 bi là điện thoại Samsung S21 Ultra 5G. Và mức giá thứ hai là điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 5G cùng của bạn Vạn Sự Tùy Duyên 2 này luôn, với mức giá 5 bi. Đó, thì mình xin giới thiệu sơ qua về những danh mục sản phẩm. Mình thấy là ứng dụng này nhìn cũng rất là đơn giản trong giai đoạn hiện tại. Trước tiên chúng ta xem để biết thêm về các ứng dụng liên quan đến Bi Network, cũng như là sau khi mà Bi lên mạng chính thì các bạn có thể vào đây truy cập trực tiếp để sử dụng Bi Chamore và tham gia vào Bi Chamore buôn bán và đăng sản phẩm của mình. Tóm lại, Bi Chamore là một ứng dụng kinh doanh mà ở đó người bán có thể đăng sản phẩm của mình lên và người mua có thể mua sản phẩm từ Bi Chamore. Và tất cả đều được thanh toán bằng Bi. Bi Chamore hiện tại đang là một ứng dụng toàn cầu. Tuy nhiên, hiện tại Bi Chamore chỉ mới ra bản demo thôi. Tất cả những số Bi được buôn bán tại Bi Chamore đều là Bi Test, không phải là Bi thực. Nếu bạn muốn truy cập trực tiếp thì các bạn có thể vào trang bichamore.com hoặc vào ứng dụng browser vào phần Brainstorm và chọn ứng dụng Bi Chamore, ứng dụng đạt giải ứng dụng kinh doanh số 2 trong cuộc thi Hackathon. Nếu các bạn có thêm nhiều trang thông tin điện tử, nhiều ứng dụng liên quan đến Bi Network hoặc nhiều ý tưởng khác liên quan đến Bi, có thể comment, mình và các bạn sẽ cùng nhau review và khám phá. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.